điều tra vụ án mạng khiến một đôi nam nữ thương vong. Một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, khiến chị N tử vong còn anh Tuyến bị thương nặng. Trưa ngày 31 tháng 5, Công an phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người chết, một người bị thương. Trước đó, khoảng 19 giờ tối ngày 30 tháng 5, Công an phường Kỳ Liên nhận được tin báo tại nhà anh Phan Đình Tuyến, trú tại tổ dân phố Lê Lợi, thị xã Kỳ Anh, xảy ra vụ việc mâu thuẫn tình cảm dẫn đến sử dụng hung khí đánh nhau giữa anh Tuyến và chị NTN, 29 tuổi, trú tại xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh. Hậu quả chị N bị đâm nhiều nhát ở ngực và vùng bàn tay phải, anh Tuyến bị thương ở vùng ngực. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị N tử vong trên đường đi cấp cứu, còn anh Tuyến được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu. Được biết, chị N và anh Tuyến sống chung với nhau nhưng chưa kết hôn. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.